về Juventus. Hôm mùng 1 tháng 7, Chelsea thông báo quyết định trả Higuain về Juventus. Câu lạc bộ thành London cũng cảm ơn tiền đạo người Argentina về những đóng góp trong 6 tháng vừa qua. Quyết định trả Higuain về đội bóng chủ quản đồng nghĩa với việc Chelsea từ chối cả hai phương án, mượn thêm 12 tháng sau 6 tháng mượn ban đầu với phí 20 triệu đô la, hoặc mua đứt với giá 40 triệu. Việc Higuain chia tay Chelsea không phải là điều gây ngạc nhiên cho cổ động viên. Những người từng ngán ngẩm với việc tiền đạo người Argentina chỉ có 4 bàn trong 15 trận ngoại hạng Anh. Higuain cũng không có nhiều đóng góp trong hành trình chinh phục Europa League 2018-2019. Higuain gia nhập Chelsea chủ yếu vì cơ hội tái ngộ với Maurizio Sarri, huấn luyện viên từng giúp anh tỏa sáng trong màu áo Napoli. Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm việc với Sarri tại Juventus sau khi giúp Chelsea về thứ ba ngoại hạng Anh và giành Europa League. Nhà cầm quân 60 tuổi ký hợp đồng dẫn dắt Juventus thay Mark trong khi từ chối trao thêm cơ hội cho In, Chelsea quyết định mua đức tiền vệ Mateo Kovacic sau một năm mượn từ Real Madrid. Đội chủ sân Stamford Bridge cũng vừa đón Christian Pulisic, người được kỳ vọng sẽ thay thế Eden Hazard. Theo hợp đồng ký với Dortmund hồi tháng 1,